Heyo, what's up? Chào mừng năm sau anh em quay trở lại cùng với em Minzy trong C bình luận Vigalin Server. Và chúng ta đang gặp nhau với Minzy Fake của Server US, chế độ Super Mode. Đừng quên 3 khung giờ hàng ngày của chúng ta: 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé. Rất mong anh em vẫn luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ dành cho em Minzy. Còn bây giờ thì chúng ta đến với trận đấu đầu tiên nào. Gheo của Server 29. Mình sẽ là người đánh trước. Ui, có dốc, ca phẩy, cờ lắc, giáp. Kiểu nên lấy cờ lắc hay giáp này các bạn nhỉ? Đúng không? Vì chúng ta sẽ không có hai sự lựa chọn này. Một trong hai sự lựa chọn. Khả năng các bạn sẽ lấy dốc. Mình lấy cờ lắc. Cờ lắc và giáp. Tên xui khả năng giảm nổ đến từ cái nội tại cờ lắc nữa. Nó cũng có thể là con bài tẩy đấy nhỉ? Con bài khá tẩy rồi. Chưa chắc là một con bài tẩy thật sự. Lấy chiếc thoại chuẩn bài quá nhỉ. Lấy chiếc thoại chuẩn bài quá nhỉ. Mình lắm đả quá rồi, lấy thêm của Lugo nữa. Mình lắm đả quá, nó lại lấy thêm cả Lugo nữa. Thế này thì ngay trường là cũng hơi mệt mỏi đây. Căng đấy nhỉ anh em nhỉ. Mệt mỏi đấy. Đánh trước chưa nhìn thấy cái lợi thế rồi. Kể bản thân mình đánh trước mình không nhìn lợi thế quá nhiều. Mẹ có dốc. Đánh trước mà cũng không có quá nhiều lợi thế đâu. Chứ chắc mình đã lợi thế được game đúng này. Vẫn phải đôi này. Cái này đi. Dọc sát thường của vẫn mẹ bong. Vấn đề là con dốc đánh AOE anh em nhỏ. Ca phẩy mình không AOE là đến cái tầm như thế. Nó có cho dốc ra không? Nếu là mình thì mình cũng không cho dốc ra nha các bạn nhé. Mình cứ lắc là được. À, mình giáp là được. Hợp lý. Đánh này so đội hình như này là hợp lý đến từ Gheo của Server 29 rồi. Quên là mình lại các phải đánh lửa. Còn mẹ nó lại thổi lên chỉ thỏa, nó lại sai lên mất của mình. Lên chỉ thỏa nhé. Chết sống là tai hại đấy nha. Dám nộ nữa rồi mà không giảm được. Nó nghĩ đấm là mình bị giảm nộ đấy anh em, nhưng mà mình đã bị giảm nộ đâu. Mọi người ơi, đi cứ
行くぞ。ふっ。だ。三秒だ。だな。古いですね。Sai lầm cái dùng clap rồi. Agi tay cứ thế. Bong rồi nha mọi người. Agi tay cứ thế. Bong rồi. Đi cứ してやろうよ。行くぞ。giống sản lộ thành dốc của đôi con nhà này. Agi tay cứ giống sản lộ thành dốc của đôi con nhà này. Agi tay các bạn biết tại sao giảm độ dốc lại tao phải dốc? Thế là vừa nãy dốc nó hồi lại được độ. Mà tên này dốc không hồi được không? Nó vẫn hồi được. Rồi, hồi chưa rồi. Cáu nha. Chính là thằng ca phải hồi pha phích như là quả. Như là quả là dốc này thì nó ngon đi nha. Mình còn có cơ hội. Nhưng nó đúng quả pha phích mất. Không một, chúng ta đã chính thức nằm dưới tay của Gheo của server 29 rồi. Những đấu số 2 là anh em ơi. Sài Gòn 11 đến từ server 92. Sài Gòn 11 à. Sát các phải lắc à. Nó phải lấy clap với cả ken. Tức là mình thì mình lấy clap ken. Clap với giáp được, clap ken được, nhưng bắt buộc phải clap. Nhịp này bắt buộc clap. Ồ, nó lấy thế thì nó lấy cái giày mà thắng vậy nha. Nó lấy thế thì nó lấy cái giày để thắng vậy. Nó lấy thế thì sai đúng không? Đấy thì không có cơ hội thắng mình. Nó lấy cái này nó quá sai à? Sài Gòn còn một đánh trước đúng không? Để mình lấy Hotaru rồi. Chính là nó phải lấy clutch ngay cả ấy thì còn có cơ hội nữa. Lấy này lại không nhìn thấy quá nhiều cơ hội. Giáp với Ken khỏi ăn. Không chống được các bạn. Hiện tại cứ lắc nó dập nổ hai con này xuống, hai con này chết ngay. Giáp Ken này để Hotaru lên tanh được nha các nhà. Thừa luôn. Cho Hotaru thừa sức. Ken giáp công vào đây. Kèn cầm cho nó lọc, yếu lắm mà. Không bóng kẹo rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quật choáng bựa đấy. Quật choáng bựa đấy. Quật choáng hơi bị bựa đấy. Mất mẹ mất nội tại ho tư rồi. Choáng hay thế. Mẹ. Mặt này. Mất một quả nội tại đó. Mẹ thằng này đánh mày đánh đỏ thế nhở. Mạnh nhất là phản công đi. Đó mẹ khóa từ nãy nữa hả. Còn người mất hai động tại thì hao tao luôn gì à. Mày đánh chiếc để làm gì. Chưa mất hai động tại. Chưa mất là vẫn còn đúng không. Chưa mất là vẫn còn đúng không. Tha hồ đứng trên rồi đúng không anh nhé. Chiến thắng trước Sài Gòn 1-1, tỷ số là 1-1. Đan Up giành Golden 3. Chúng ta cùng đến với game đấu số 2 nè. À số 3 anh em. Đấu thế. Càng anh chờ đậu Vega được kỹ này anh em để ý nó hơi mất thời gian đúng không. MG Baroking đến giờ 48. Sumi hay Yasuo hay Elizabeth này các bạn nhỉ. Mẹ. Để nó cầm hai con này thì mình cũng chết. Ồ, chịu kinh nhỉ nhỉ. Đúng không? Để nó cầm Elizabeth với Yasuo mình đánh bao giờ mình chết đi nhỉ. Nó cầm hai con đấy thì mình đánh bao giờ mới chết. Trời ạ. Hai con đấy thì mình đánh bao giờ mới chết. Khổ. Nói chung kèo này pick thế nào thì cũng phải lằng co nhau tên 10 các bạn ạ. Cảm giác pick thế nào thì pick thì vẫn phải lằng co nhau tên 10. Đan cả hai bên đều không có.
nói đa mà hai bên đều không có, nó hơi xa. Elizabeth vẫn đục đằng sau, sơ mi của mình chỉ đục một phát thì xong thì dừng lại. Maxima để lại không kết hợp, không kết hợp tạo thành combo được. Khó. Mày hai là kia tôi thích đầu. Khó thở nha. Hai thằng này thì tị đầu, Elizabeth với cả Gassio thì tị đầu thì thở ra được anh ạ. Không lấy sơ mi không được, mận không lấy sơ mi cũng chết. Lấy Elizabeth nó đam thì chết, lấy Gassio nó đam thì cũng hỏng. Đúng không? Còn Maxima nó có kết hợp thì không nào. Maxima game này chỉ tanh thôi nha. Nó sẽ bị không có nổ nhé. Nó mẹ cáu. Thua rồi. Chỉ có game này không cần đánh nữa đâu ạ. Nó mất thời gian. Không nhìn thấy cửa nào để ăn nó. Bỏ nhờ, điều này cũng nhất nên bỏ. Đánh nó chả giải quyết vấn đề gì. Không nào, đục cái nào hai con này mà đòi đục nữa anh em. Lấy ra mà đục hai con này. Chị, xui anh đời nữa anh em nhé. Điều này rất khó. Pick cái gì thì cũng thua rồi nhỉ. Mẹ để hai con kia sàn trong sàn chị. Mình pick Elizabeth cũng thua rồi. Mình pick ấy cũng thua rồi. Nhưng con Maxima trong chế độ tuyệt kỹ này nó lại không phát huy được cái combo combo của nó đúng không anh nhỉ. Combo combo chỉ phát huy được ở tác dụng thường thôi. Trong chế độ tuyệt kỹ này nó lại không kiểu bút nộ chồng nộ lên được. Đó là do sao mà Maxima này. Thứ hai là con vai trong chế độ rất si đà. Jagged Candy đến từ Xeo 19. Otaru hay DC nhỉ? DC là mùi phát chết Hotaru rồi nhỉ. Hotaru là mùi phát cũng chết DC. Hay. Mẹ DC đánh đầu. Con nào sốc nổi đam đây. DC đánh đầu để con nào sốc nổi đam đấy nha. Làm Uỳnh đã chết mẹ rồi. Làm Uỳnh cái chết mẹ rồi nha. Nó làm Uỳnh như cái là thôi. Không có combo combo đâu. Mình vừa nói cho các bạn rồi. Không có combo combo Maxima DC. ドライヤー! 頑張れ、猫!
Em sợ những bạn như thằng DC nó đang bị sai lầm. Tiếc là Ken không có. Tiếc là Ken không có độc chiêu luôn. Này quá nhỉ, ho chi hồi sinh đấy nhỉ. Tuyệt vời quá em ơi. Tuyệt vời quá em ơi, chưa mất nội tại nào. Chúng ta chưa mất nội tại nào anh ấy. Còn nguyên. Bây giờ mất. Bây giờ mất cái nội tại đầu tiên anh em. Bye bye. Chìm đánh tem rồi. Né con đấy thì ra đi anh em. Mình nó một chỗ rồi. Hay quá nhỉ. Này Red Scanny này, đúng không? Mình bảo lấy Maxima là sai mà. Không có combo đâu. Đừng hy vọng gì nó combo Maxima tầm này. Tầm này làm gì có combo nào nhỉ? Chả combo rồi. Tầm này làm gì còn combo nào nữa? Yes! Và đó là chiến thắng dành cho Emin Zipake trước Zasid Kenny của server 90. Chúng ta lại cùng đến với game đấu số 5 nào. Game đấu số 5 mà chúng ta cùng chờ đợi. Đó là Loboco của server 22 nha anh em nhá. Loboco. Terry Hen, Saiki, Elizabeth. Mãi Elizabeth nó khỏe. Mình lấy Terry thì Elizabeth với cả Hen thôi các bạn. Hen nó chém thì nhức người đấy. Nhưng nó có con 5 led này. Hình như không khoan được. Hình như không khoan đâu nhỉ. Loboco. Nhưng mà nó khoan được thật không vậy? Quả wow, cũng mệt đấy nhờ, để hai con lên gặp chắc. Đeo trừ. Đúng rồi nha, cứ để hai con cho chắc. Những cái khoan thì sao? Khoan cái tay đi đấm thằng Hen để nhức người ngay. Không được. Cứ để hai con lên gặp chắc. Cứ để hai con cho nó chắc bài. Cứ để hai con nó chắc bài nha bạn. Cứ để hai con nó chắc bài. Chạy chơi.
hai cháu sắp bài nhất đỡ sắp ngàn nát nó qua. Get ready. Phát cười chết luôn, sợ thật. Quả thế cơ. Không mang 5 led mà. Ồ. Thằng Lokobo này, Loboco này sao không mang 5 led là nhịp này vậy? Tôi khó hiểu rồi. Để mang mét và hợp lý thì nó không mang. Get ready. Get ready. Rồi, sao vét nó mới chết rồi nhỉ? Mình đấm Elizabeth thì bao giờ mới chết được? Plan luôn nhỉ? Giải được cho con này. Ồ, độc chiêu thằng ăn giải anh em. Sai khi bất tỉnh, chưa thấy tỉnh lại được. Bất tỉnh ngay từ đấu đầu tiên, vẫn chưa thấy tỉnh lại được anh em. À tỉnh rồi, vừa tỉnh lại một phát rồi, nên chưa tung được tỉnh. Tỉnh sau mới nhập, về tận tỉnh sau mới nhịp. Tỉnh sau mới nhịp, được anh em. Get ready. Khoan được. Ready. Get ready. Nó vẫn khoan nữa anh em. Mình đến đây thì hết khoan rồi. Đến đây thì còn gì nữa mà khoan. À. Thế à? Sai nhỉ. Mình vẫn bị chết thôi nha. Ừ, quên mẹ nó chém bằng 5 led không chém. Quan đi được kìa. Get ready. Get ready. Chủ quan rồi. Chủ quan rồi. Đéo đánh thằng 5 led bộ cậu nhờ. Mẹ sai rồi anh em. Vừa nãy dừng lại nhịp xem nó đánh vào thằng nào nó chặt. Này, mẹ giờ đéo làm gì, đéo có đang phải giết nó rồi. Đéo đánh vào thằng 5 led bây giờ. Đánh vào con Terry này thì bao giờ mới xử được nó vậy trời. Thua rồi đấy. Mẹ cái nhịp kìa, không để ý thằng em một trăm hai. Không, đến đây thì lại thắng rồi. Mình nó cũng hết tướng rồi nhỉ.
Get ready, Bautista! Get ready, Bautista! Không, thằng này làm gì còn tướng ra hết rồi, thằng Lugoku rồi ra hết tướng rồi nhau. Chờ xin lỗi. Hẹo cái hết đam luôn. Ôi, phải cố rồi làm gì? Thắng được đâu mà chẳng quýt đúng không? Chạy cối được thì cứ đánh chứ còn như mình ấy, cái game mà hẹo cứ biết thế không thể thắng thì đánh quýt thế chứ. Chạy cối kéo nhau tên 10 làm gì đâu. Để lại còn một con tướng các bạn cũng không thắng được tôi đúng không? Máu mình hơn. Em thì nếu đâu là hai tướng mà còn. Thế mà nó chạy cối cứ nãy giờ thằng Lobuco này. Không phải là lỗi à? À không, không phải lỗi nha. Đó không phải là lỗi. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng. Hy vọng là một chiến thắng để chúng ta lên được danh Platinum 1 trước Richard em KV. Ôi, phải là chít hỏa. Phải là chít hỏa. Chít hỏa gặp dốc với Terry cũng đã phần phết đấy đùa. Chính hỏa gặp dốc cái tay đái nó quần phết đéo sống nổi đéo lấy cờ lắc à. Sợ lấy cờ lắc nhờ khó chịu ghê á. Dính chắc em cây vi rất khó hiểu. Dốc thì cũng chết rồi, dốc thì đấm nó cũng lòi do cái này thôi. Rồi tất sát thương vào phát này. Là bỏ ăn hít luôn này nhỉ. Dồn sát thương làm bỏ ăn hít luôn. Hôm nay không bỏ con dốc ra chết, hoặc để con clack ra con clack chết luôn. Dồn sát thương vào này thì chết rồi. Bảo dồn sát thương là dồn sát thương nhé. Ôi dồi ôi, may cho thằng này tê, giảm nổi lên chi tỏa như thế. Get ready, này giảm nổi đúng người đấy. Ik zo. Mày giảm độ sai người vào đấy thì thôi, đời mày tàn. Tâm tàn ma dại luôn. Đau đớn. Ít tai yo. Khó chịu thật. Đập, thôi đập. Body. Cái bùm bùm chứ thoải. À, vẫn giảm độ được. Mẹ giỏi. Nhiên này giỏi thật đấy. Get ready. Để cho cả nhà mình đi boom rồi. Get ready. Cho cả nhà boom nhá.
giảm độ chít được hai phát là giỏi lắm rồi đấy các bạn, đúng không? Chít chưa tung được phát tuyệt kỹ nào đâu. À, còn lại xây lực này ngon đấy, giải cả đốt luôn. À không, không giải đốt của chít các bạn nhé. Chít vẫn là cái gì đó, có chít rồi. Chắc là một cái gì của chọn sai lắm. Vẫn giảm lỗ chip được, thôi đổi slot cho chip đi nha. Được slot cho chip thì chip lại giảm lỗ hơi nhiều, hay ấy. Chip giảm lỗ hơi nhiều đấy. Chơi bị cay đấy nhỉ. Chị mặc bố mình giảm độ nhiều quá rồi đấy. Đổi slot đi xem bị giảm độ rồi nhỉ. Hay không hợp gu rồi. Vẫn không được dùng độ rồi nhỉ. Chị mẹ không biết độ là gì. Có thật sự game này ta đi gánh hết không? Đây thì gánh một phần thôi, chip bộ đóng góp khoảng bốn bù của mình đấy, không đùa đâu anh nha. Ok, clip này thì cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nhé. Bye bye.